đây là quả dưa chuột ở trong khu vườn của Nhung. Khu vườn sinh Nhung có 9 cây dưa chuột và 3 cây mướp. Quả nó không được đẹp nhưng mà nó ngon và sẽ. Mình chấm với muối Tây Ninh, muối tôm Tây Ninh. Ngon quá. Được cái trồng lại vườn rất là sạch sẽ. Nhà Nhung ở trên ban công tầng 6, hầu như không có bụi.